Sáng nay, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tổ chức họp và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Tham gia bình chọn có 20 sản phẩm, bộ sản phẩm của 16 cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc 3 nhóm sản phẩm gồm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí, nhóm sản phẩm khác. Trong đó có 2 sản phẩm của một cơ sở được gộp thành một bộ sản phẩm. Qua đánh giá, có 10 sản phẩm đạt điểm bình chọn bình quân từ 70 điểm trở lên, chiếm gần 54% tổng số sản phẩm tham gia bình chọn, được 100% các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022, đồng thời gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022.